Đi đánh cờ thì được.
nhưng không được Martin thằng Quý ném viết trường đơn cho bọn phản loạn. Đây là âm mưu cản đường công danh của anh Quý. Người ta biết ảnh học giỏi, sợ ám hại rồi. Anh nên đi chỗ khác đi. Ở đây anh không đi. Cậu không được ra phiến loạn mắc mớ gì tới tôi. Vậy ở đây. Thank you.